Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ công bố đội có thời gian cao nhất là 7 phút 28 giây. Đội có thời gian cao nhì là 6 phút 05 giây. Và đội có thời gian thấp nhất là đúng 5 phút. Đội thời gian cao nhất 7 phút 28 giây là đội Phạm Huy một lần cộng thêm 5 giây là 7 phút 28 giây. Đội đó sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đó là đội của em Tình. Em Tình đến từ Hương Sơn. Tình có luyến tiếc gì không Tình? Dạ, con không luyến tiếc gì tại vì là con cũng cố gắng hết mình nữa. Thật ra con không may mắn từ lúc đầu luôn. Dạ. Tất cả mọi thứ đều cứ chậm như thế. Gần như mình chưa vào cuộc đó. Thành ra có thể là lúc đó sức khỏe con chưa tốt. À, thời gian thì nó trôi rất là nhanh. Mà chúng ta thì làm hơi chậm chút xíu. Thôi thì cũng có 15 triệu đồng. Và món quà của Thanh Phong Ngọc Thúy tặng cho gia đình 2 triệu nữa. Là chúng ta có 17 triệu. Dạ. Chú Quyền Linh sẽ làm tròn số là 20 triệu. Được chưa? Nha, cho nó đẹp. Nó đẹp như nụ cười của con vậy đó Tình. Ha, cố lên. Chú biết rằng con sẽ là một cô gái rất là bản lĩnh và sẽ đủ năng lượng để có vượt qua những khó khăn đó. Hãy hỗ trợ mẹ con để có thể lo cho hai em. Cảm ơn chú. Con cảm ơn mọi người hôm nay để đến đấy để xem con và các bạn ở đấy phấn đấu hết mình và cùng xin một lần nữa cảm ơn đến chương trình và tất cả mọi người ạ. Chúc mừng gia đình đầu tiên, gia đình của em Tình đến từ Hương Sơn. Còn bây giờ là gia đình của em Bảo đến từ Nghi Lộc và gia đình em Nghĩa đến từ Diễn Châu. Và đội được bước vào vòng rút logo, vòng đặc biệt với thời gian 5 phút. Đội về nhất đó chính là đội của đội em Nghĩa hay là em Bảo? Diễn Châu hay là Nghi Lộc? Đội đội đến từ Nghi Lộc. Chúc mừng em Bảo. Chúc mừng con, chúc mừng gia đình con sẽ nhận được giải đặc biệt. Còn gia đình của Nghĩa, con sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Hôm nay thì anh nhận được 20 triệu đồng đó. Anh thấy thế nào? Dạ, lấy số tiền đó để sau này sửa nhà cho con, kiếm cái chỗ để học tập. Để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Rồi, bây giờ nè con gái, bây giờ nhà mình không có mẹ mà ba bệnh như vậy, thành ra là mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa. Em trai thì nó còn nhỏ, con phải mạnh mẽ giống như chị Tình ở bên kia kìa. À, rồi, như vậy là con gia đình con nhận được 20 triệu đồng. Chú sẽ tặng thêm cho gia đình con 5 triệu nữa là 25 triệu. Thay mặt gia đình xin cảm ơn chú Quyền Linh và tất cả mọi người đã giúp đỡ cho gia đình. Còn gia đình của em Bảo đến từ Nghi Lộc sẽ bước vào vòng đặc biệt của chúng tôi. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.